giờ tới anh nói đi. Dạ, tới phần ok đó. Rồi. Dạ thì như là con đã nói, như mình đã nói trong fanpage đó, thì chủ đề của ngày hôm nay đó là về công việc kinh doanh làm ăn, làm sao để bạn kiếm tiền và kiếm tiền, cái số tiền đó ổn định trong một thời gian dài. Thì con nhờ thầy chia sẻ một số kinh nghiệm trong cái thời gian mà thầy kinh doanh ngày trước, làm sao để mọi người có thể là kinh doanh làm ăn, và đồng thời là ví dụ như là mọi người đang có công việc ổn định hay là đang có một cái kinh doanh một cái gì đó nhưng mà họ muốn mở rộng ra, thì chia sẻ với thầy về quan điểm của thầy như thế nào. Doanh đó hình như là bạn của hay mình tất, có vấn đề hay là tất cả mọi thứ, ok, nó hơi chậm ha. Dù là mình nói chuyện kinh doanh hay là mình nói về đời sống đi, bất kể tất cả những thứ đó, dù mình có nói bằng kiểu gì thì nó cũng chỉ đi vòng vòng ở trong cái vòng luẩn quẩn của nhân quả mà thôi. Ví dụ nha, nếu như mình là cái người mà đã từng tạo ra phước duyên đó, mình có đủ phước duyên thì mình đi ra mình làm cái gì mình cũng thành công hết á. Vì những cái người mà những cái mà mình đã tạo ra, mình có cái phước đức đó, cũng giống như cái quỹ nhà băng mình có sẵn, mình đã để sẵn trong trong cái quỹ nhà băng của mình rồi, thì mình ra mình làm cái gì mình cũng thành công hết. Chỉ cần mình nói chuẩn bị mình ra mình làm, lập tức có người họ tới họ ủng hộ mình ngay. Tôi lấy một cái ví dụ đơn giản mà tới thời xưa khi tôi đi ra làm ăn kinh doanh, tôi đi ra nó dễ đến cái độ là nhiều khi mình tự hào là mình có cái khả năng đó, nhưng mà càng về sau khi mà tôi học bói toán rồi, tất cả mọi thứ mà tôi hiểu được rồi, tôi vô cốc rồi, tôi đi ra đó tôi hiểu một cách rõ ràng, tự nhiên cái tánh mà gọi là tự cao tự đại của mình nó giảm đi lúc nào mình không hay. Là sự tình nó là như vậy nè, không phải mình tài giỏi mà mình làm thành công đâu thưa quý vị. Không có tài giỏi, không có dính dáng gì tới cái chuyện mà các bạn làm thành công hết đó. Không có. Sở dĩ mình thành công là do phước chứ nó không phải do tài. Nè, ngày xưa khi tôi đi làm đó, nó dễ đến cái độ là ví dụ tôi nói tuần sau tôi ra tôi mở tiệm rồi, tuần sau tôi ra tôi mở tiệm. Và các bạn có biết là nó đặc biệt rằng ở Mỹ mà làm cái gì mà có cái vụ mà mình mở tiệm búa ra mà không quảng cáo, nhưng tôi không cần quảng cáo. Tôi mở tiệm ra rồi là tôi chỉ lấy mấy cái tờ rơi tôi xách tôi đi vất vòng vòng 500-700 cái vậy đó, là rồi là khách tự động nó vào ào nó mua rồi mình bán cái gì cũng được hết, cái gì cũng tốt lành hết, mở tiệm nào ra cũng được hết, cũng đắt hết. Nào, chính vì cái điểm này mà tôi biết rõ ràng là cái chuyện mà mình làm nó không dính dáng gì tới tài cán của mình hết đó. Rồi ví dụ mình mở ra nó chưa được tốt thì khách nó vào nó nói cho mình biết, họ vào họ góp ý cho mình những cái ý kiến rất là hay, thì từ từ đó mình học cái đó rồi mình làm càng lúc nó càng tốt, càng lúc mình càng thành công. Thế thì rõ ràng là nó đâu phải mình do mình tài giỏi gì đâu. À, rồi mình được một cái may mắn, tôi được một cái may mắn nữa là hễ bất kỳ tôi muốn làm cái gì mà hễ tôi thiếu cái người đó, tôi cần cái người đó, lập tức có người nhảy vào giúp tôi ngay. Đó. Tự động mọi thứ nó tốt, và cũng giống như bây giờ thấy không? Làm cái này cái là tự nhiên có có Nhiễm, bây giờ có thêm Trầm nữa, thấy không? Có ba đứa đó, ba đứa nó đẹp, nó ngồi dưới vậy mà tự nhiên cái người ta vô người ta coi thấy nó dễ chịu hơn, nhìn mặt tôi hoài người ta ghét, nhìn tôi chán. Đó. Cho nên cái điều mà trở lại cái vấn đề mà quan trọng nhất đó, để tôi tóm tắt cho quý vị đây, do phước là chính. Một, phước không có tài cán gì hết. Thứ hai, khi nào mà mình bị chèn ép đưa vô một cái thế mà mình cần phải làm, có nghĩa là nếu tôi không làm là tôi chết, tôi không làm là tôi chết nha, thì quý vị lúc đó quý vị ra làm, cái cơ hội quý vị thành công nó rất là lớn. Thứ ba là đừng bao giờ khi mà mình đang trên cái đà xấu mà mình cứ ngồi đó rồi mình suy nghĩ rồi mình tìm ra một cái cách là mình cần phải làm cái này, mình cần phải làm cái kia, mình cần phải làm cái nọ. Thí dụ như bạn làm cái việc A thất bại chưa xong, bạn lo bạn ngồi bạn nghĩ để bạn tính ra bạn đi làm chuyện B, rồi bạn làm chuyện C, làm chuyện D, bảo đảm bạn sẽ chết. Bạn hết thất bại này bạn sẽ tới thất bại khác thôi. Cái việc duy nhất của bạn khi mà bạn thất bại rồi đó, bạn đã làm nhiều rồi bạn mới dẫn tới cái chỗ thất bại mà dẫn tới cái chỗ sắp phá sản, đúng không? Cho nên trong cái thời điểm này tuyệt đối bạn đừng nghĩ ra làm thêm một cái gì hết.
cho đến khi nào mà bạn mất hết rồi, rồi bạn không có cái lối nào để thoát nữa, có nghĩa là bây giờ chỉ cần thêm chừng 1 tháng 2 tháng gì nữa là bạn phải bị người ta đuổi ra khỏi nhà luôn, ví dụ vậy, mất hết nhà cửa cho bạn. Thì ngay cái lúc đó, thay vì cái trong cái thời gian đó các bạn cứ lo các bạn tu đi, à, bạn theo đạo nào tôi không cần biết, bạn theo đạo nào bạn cứ việc tu trì, cứ ráng niệm các cái vị mà các bạn theo đó. Rồi tới một cái giai đoạn tự nhiên đầu của bạn nó sẽ lóe lên một cái ý tưởng để bạn làm cái gì đó. Đó, tới bây giờ tôi nói đơn giản vậy nè, cũng giống như con trăm từ ở Việt Nam nó qua bên Mỹ, khi nó qua Mỹ là nó tự nhiên nó ở Việt Nam nó giống như như là công chúa mà, đúng không, nhìn mặt nó kìa, đó nó ngồi nhìn tóc tay mặt mũi gì lúc nào cũng giống như công chúa hết á. Ok, tự nhiên bây giờ nó qua Mỹ nó nhìn nó giống như công công chứ không phải công chúa nữa. thì cái lúc này đó nó khủng hoảng, bắt đầu nó hỏi tôi đủ thứ, kêu gì, ủa vậy chứ con ở bên kia con làm cái gì, con sướng rồi thì cái phước mình hưởng hết rồi thì bây giờ mình phải khổ đúng không, mình con phải ráng chịu khổ vài năm lo tu trì đi đó, rồi tự động nó sẽ có cái duyên lành nó dẫn con tới để con làm những cái việc mà con biết, ok. Thế là bây giờ mặt nó tươi không, nhìn mặt nó tươi là tại sao nó tươi, tại vì giờ nó làm ảnh hưởng nó tới, đúng không? Cho nên khi mà mình đi vô cái chỗ bế tắc mình chỉ việc lo tu thôi, đừng có lo mấy cái chuyện khác. Các bạn mà lo những chuyện khác các bạn sẽ chết chắc đó. Chết mà không biết, không có cái cách gì mà có thể thoát ra được hết đó. Tôi nói rõ như vậy nha, có 3 việc các bạn cần làm. Một là phải tin chắc là do phước chứ không phải do tài. Thứ hai là phải đợi khi nào mà mình đã gọi là bế tắc, mình không có còn cái đường nào để mà mình thoát nữa đó, thì lúc đó mình hãy làm. Đừng có cái chuyện mà chưa có gì là cứ nhảy ra lo nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ, làm tới làm lui đủ thứ, chết chắc, khổ lắm. Hai cái đó là cái mà các bạn phải ráng nhớ nha. Đừng có ỷ lại là mình có tài, không có đâu. Tôi nè, ngày xưa tôi cũng nghĩ tôi có tài đó, tới cái lúc mà không làm được đó, nó xin lỗi, nó giống như mình bị hai tay mình bị trói thuốc ké đằng sau vậy nè, không nhúc nhích được. Mà trong khi ngày xưa tôi muốn làm cái gì đó chỉ cần tốn tôi 1 tuần 2 tuần là tự động xong rồi, tới cái lúc không được các bạn không có làm gì được hết. Ok, nhớ giùm tôi, chỉ nhớ tuy là 3 điều nhưng mình chỉ cần nhớ 2 điều chính đó thôi: có phước hưởng không phải do tài. Khi nào đến cái chỗ bế tắc bệ rạc không còn lối thoát nữa, sắp chuẩn bị đuổi ra khỏi nhà, bị người ta lấy nhà, mất hết xe cộ, không còn gì hết, chỉ đi bộ thôi, lúc đó các bạn tự động sẽ có cái để nó thay đổi, nó giúp bạn đạt được cái điều mà bạn sẽ mong muốn. Tức là bạn đang đã xuống tới số 0, tự động nó sẽ đưa bạn lên ngay cái chỗ mà gần cái lúc mà các bạn sắp sụp đó. Ok, nhớ cái điều đó giùm tôi. Rồi, muốn đi kinh doanh thì hãy như vậy, đừng có cái nhảy ra mà làm là chết đó. Thì bây giờ con có muốn đặt câu hỏi với thầy, đó là theo như con hiểu từ nãy thì thầy nói đó là khi nào mà mình ở cái con số 0, có nghĩa là mình thật sự là cần phải làm cái việc đó thì mình mới nên làm. Nhưng mà con thấy có nhiều rất là nhiều người họ đang ở trong một cái họ đang có một cái công việc rất là ổn định, hay là họ đang kinh doanh một cái mặt hàng rất là thành công, thì đương nhiên mình không có bàn đến cái chuyện là cái mục đích của họ là mở rộng ra để làm gì, thì họ học thêm một cái nghề, họ mở rộng thêm cái việc kinh doanh, mở thêm cửa tiệm chẳng hạn. Thì con thấy là đa số mọi người, không phải là trường hợp nào cũng rất là thành công. Thì con không biết là quan điểm của thầy về cái vấn đề này như thế nào. Cái vấn đề nó thay đổi nó là như vậy nè. Khi mà mình thay đổi đó là vì không phải là cái sự tham lam nha. Không phải là sự tham lam. Thí dụ như vậy đi. Ví dụ như mình tới một cái giai đoạn mà mình chấp nhận là mình từ Việt Nam mình muốn đi Mỹ. Sở dĩ mình đi Mỹ không phải là để mình làm cái gì cho bản thân mình, mà mình đi Mỹ là tại vì con cái của mình nó tới một cái giai đoạn, phải nhớ rõ nha, nó tới một cái giai đoạn mà mình cần phải đi qua Mỹ để cho nó học hành. Thì cái này nó không phải là do tánh tham, nó không phải do lòng tham của mình, mà tại vì cái này là mình do mình làm cái bổn phận của cha mẹ. Đó. Và mình cũng biết rõ rằng một khi mà mình bỏ, mình đang kinh doanh rất là thành công ở bên Mỹ, ở bên Việt Nam, mà bây giờ mình qua Mỹ đó là coi như mình mất hết. Và cái người làm bổn phận cha mẹ họ chấp nhận họ mất hết, họ qua họ sẽ có thể sẽ đi cày như trâu vậy đó để lo cho con cái, nhưng họ chấp nhận. Thì cái này nó không phải là tham. Và cái người mà khi mà họ đã có cái tư tưởng như vậy đó, thì từ bên Việt Nam họ qua Mỹ đó, họ sẽ nhất định là sẽ thành công.
cho dù là cái giai đoạn đầu của họ nó có vất vả nhưng họ sẽ thành công. Tại sao? Tại vì họ đi có cái mục đích, không phải vì cái lòng tham của họ mà vì con cái của họ. Và cái sự phấn đấu này đó nó sẽ giúp không dễ dàng lắm. Đã. Còn nếu mà cái người nào đó mà có một cái tính tham đó, là mong rằng bây giờ tôi ở Việt Nam tôi đã khá như vậy, bây giờ tôi mong tôi qua Mỹ để tôi khá hơn, ví dụ vậy, bảo đảm người đó nhất định đi qua Mỹ rồi sẽ thất bại. Tất cả nó đều nằm ở trong này nè, do cái tư tưởng mình set up, do cái hệ thống tư tưởng mà mình đã sắp đặt ra để mình thành công hay thất bại. Đã. Còn cái người mà người ta đã chấp nhận được rồi, nhất định người ta sẽ thành công. Đơn giản vậy đó. Tại sao tất cả những người mà họ di cư, người nào cũng thành công? Là bởi vì họ lúc nào họ cũng chấp nhận cái điều mà họ cần phấn đấu để họ tiến lên, để họ khá hơn. Chứ không phải họ mục đích của họ là họ đi tìm để họ đạt được cái điều mong muốn của họ là họ được sống sướng mà không cần phải làm, không phải. Đã. Thành ra cái sự hiểu biết của mình đó, là ngay cái chỗ mà mình phải nắm ngay cái gốc của nó. Hiểu được cái gốc của nó rồi là sẽ thoải mái. Cũng giống như bây giờ như con nghĩ từ Cali con sẵn sàng đang có công việc bình thường đúng không? Bây giờ tôi nói ok, con thích đi qua Houston. À, thế thì mục đích của con đi qua Houston để làm cái gì? Con đã có sẵn cái mục đích mà, không phải là để con kiếm công việc nó tốt hơn. Thấy không? Nếu mà con vì công việc tốt hơn tức là con tham. Ở đây con không phải là vì cái công việc đó mà con có thể con qua vì một mục đích khác. Ok, vì con muốn có nhà cửa đàng hoàng hơn, con muốn có cuộc sống an lạc hơn. An lạc hơn có nghĩa là con sẵn sàng không có job con vẫn an lạc hơn. Đó, cái này nó khác xa lắm à. Cho nên khi con đi qua là cái tư tưởng của con nó đã an lạc rồi. Đó, thì cái này là tốt. Còn tự nhiên khi không nha, tôi đang ở bên Cali tôi không thích đâu, tôi muốn qua Houston để cho tôi khá hơn. Ok, chết chắc. Chết chắc. Hai cái đó nó khác nhau xa lắm. À, ok, thì con muốn hỏi là có hay không là một số người họ chỉ có thể phù hợp với một số cái công việc nào đó thôi, ví dụ như là kinh doanh nhà cửa hay là buôn bán gỗ hay là mở tiệm vàng hay là đồ ăn thức uống nào đó, nhưng mà ví dụ như họ đi mở thêm một cái ngành nghề khác hoàn toàn trái ngược với những cái gì họ đang làm, thì cái điều này thì có hên xui ở trong đây không, có nghĩa là cái tỷ lệ thành công đó nó có thật cao. Thật ra đó, cái người mà họ thực sự có đầu óc kinh doanh và họ là những cái người khéo kinh doanh nha, thì dĩ nhiên là họ sẽ không bao giờ làm một việc. À, nhưng mà cái hay của những người họ khéo kinh doanh đó, họ không phải là họ cứ luôn ngồi đó để họ đi tìm những cái khác, mà họ ngồi đó để chờ khi cái cơ hội nó đến đó, người ta mời mọc họ làm cái điều đó thì tự động họ sẽ đi làm cái chuyện đó. Tới cái lúc mà nó chín mùi đó thì tự động họ sẽ đi làm cái chuyện đó. Chứ không phải họ cứ ngồi đó, ok giờ tôi đang mở nhà hàng, giờ tôi lo tôi đi kiếm cái gì khác nha, tôi làm khác cơ nhà hàng để thử xem cái khả năng của tôi như thế nào. Chết chắc. Anh chết chắc. Còn cái người đó mà người ta khéo kinh doanh đó, tôi là nghề của tôi là nhà hàng, cái anh kia ảnh tới ảnh muốn nói tới cái chuyện mà làm một cái việc khác thì cái đó tôi phải xem nó có dính dáng liên can tới nhà hàng của tôi hay không cái đã. Hoặc giả là những cái này đó, cái đầu tư này nó có thể cái risk, cái thất bại nó có thể lớn quá hay không. Nếu mà nó không lớn quá, anh có muốn cùng hợp tác với tôi không? Nếu chúng ta có thể hợp tác bỏ ra, bây giờ tôi có 50 triệu bỏ ra 1 triệu để thử, nó không chết tay nào hết, đúng không? Ok, mỗi thằng 1 triệu hay mỗi người 1 triệu, hay là anh 1 triệu tôi 1 triệu hay cô 1 triệu tôi 1 triệu, chú bác gì cũng được, mỗi người 1 triệu. Thì thế là bỏ ra làm, xong từ đó chúng ta học được cái kinh nghiệm. Học được kinh nghiệm thì sao? Thì mỗi lúc sau đó chúng ta bắt đầu có thể tiếp tục để làm lớn hơn. Thấy chưa? Tức là mình học kinh nghiệm. Người khéo kinh doanh họ làm như vậy. Còn cái anh mà dốt kinh doanh đó, là anh làm được cái này tốt rồi, anh cứ nghĩ là tôi phải ráng tôi đi làm cái gì khác hơn để chứng tỏ cái tài năng của tôi. Xin thưa, đã nói nó do phước chứ đâu phải do tài. Mà anh cứ nghĩ cái tài năng của anh là chắc là phải rồi, đúng không? Đó. Mình cứ nhìn lại giống như làng ta tại sao càng lúc nó càng là làm lớn ra là tại vì mình không phải mình mong muốn mình muốn đi làm mấy cái chuyện đó, mình hoàn toàn không muốn làm những cái chuyện đó, mục đích của mình là chỉ có tu thôi, đúng không? Nhưng mà tại sao rồi bây giờ mình làm cái này, mình làm cái kia, mình làm cái nọ, mình làm đủ hết các cái. Không phải là mình muốn làm, mình cũng không đi tìm để làm. Nhưng mà vì cái cơ hội và cái phương tiện, cái nhiều người cũng muốn hợp tác lại với nhau để cùng làm cái việc đó, cho nên là chúng ta quyết định chọn làm cái việc đó, thì từ từ mọi thứ nó ổn dần và nó tốt lành, đúng không? Vì mình làm không phải vì bản thân, mà mình làm là mình làm vì chúng sanh, mình làm vì cái lợi ích của tất cả mọi người, cho nên cái tâm thể của mình nó khác. Đó. Cái đó là cái mà chúng ta cần chú ý.
Nam mô Dược sư Phật, Nam mô Dược sư Phật, Nam mô Dược sư Phật, Nam mô Dược sư Phật.